Rồi, chào tất cả các bạn đã quay trở lại với chương trình học WordPress của bộ Red C247 nha. Thì trong cái video này á, thì tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn cái cách mà chúng ta tạo một cái chức năng ha, như là đăng ký một cái lớp học gì đó. Tôi thấy nhiều bạn cần cái chức năng này, cũng như là hỏi là làm như thế nào để chúng ta tạo được một cái chức năng là dành cho các bạn nào mà mở những cái lớp học đó, ví dụ như lớp học yoga hay là lớp học gì đó. Ví dụ như bây giờ tôi sẽ test thử cái chức năng ha. Ví dụ như là Nguyễn Thành AAA, rồi gọi là 0909XXX YYY ha. Rồi email là abc@gmail.com. Nội dung là đăng ký đăng ký lớp học yoga buổi sáng, ví dụ như vậy ha. Sau đó chúng ta sẽ đăng ký. Rồi như vậy là sau khi đã đăng ký thành công thì bây giờ chúng ta sẽ đi vào admin ha. Rồi chúng ta đã được một cái thông tin như thế này ha. Rồi chúng ta đã có thông tin rồi ha. Vậy thì chúng ta sẽ làm như thế nào? Thì trong cái video này tôi sẽ hướng dẫn các bạn chi tiết từng bước luôn. Các bạn sẽ theo dõi từ đầu đến cuối để chúng ta biết được là một test sẽ làm như thế nào ha. Rồi trong cái video này thì tôi đang thao tác ở trên cái lesson theme ha. Còn nếu mà các bạn có thể thao tác trên bất kỳ trên một cái theme nào đó không giới hạn nha. Nghĩa là chúng ta có một cái theme là được rồi. Rồi bây giờ tôi sẽ tiến hành ha. Nếu mà nào các bạn nào muốn học thêm nhiều code á thì các bạn có thể vào trong web WordPress 247 ha. Thì tôi đã hướng dẫn cho các bạn rất là nhiều bài code từ WordPress ha, thì các bạn có thể vào đây tham khảo ha. Rồi bây giờ chúng ta sẽ quay lại với chức năng ha. Vậy thì đầu tiên bây giờ tôi sẽ tạo ha. Bây giờ các bạn mở một cái thư mục của mình ra ha. Bây giờ các bạn sẽ mở cái thư mục ngay cái theme của chúng ta đang sử dụng nha. Ở đây cụ thể là tôi đang sử dụng cái theme là Lesson ha. Bây giờ các bạn tạo cho tôi một cái thư mục. Thì chỗ này á, tôi sẽ tạo cái thư mục là khóa học ha. Thì chúng ta sẽ tạo một cái thư mục như thế này. Sau đó các bạn vào đây ha. Các bạn tạo cho tôi một cái file PHP ha. Thì bây giờ tôi sẽ tạo một cái file PHP. Rồi tôi sẽ đặt tên là init ha. Rồi chúng ta trong đây chúng ta chưa có cái gì hết ha. Rồi chuẩn bị sẵn đi. Sau đó thì bây giờ các bạn hãy tạo cho tôi một cái bay ha. Rồi chúng ta đặt là bay. Rồi rồi cái bay này á thì nhiệm vụ của nó ha là dùng để chúng ta để tạo cái template bạn, cái template ha. Rồi chỗ này chúng ta sẽ rồi ha, chỗ này chúng ta sẽ đi chuẩn bị cái nội dung cho nó, cái mình làm nữa ha. Cái chỗ này chúng ta đang thiết kế HTML thì các bạn có thể thiết kế riêng cho mình nha, không nhất thiết phải giống như cái trong cái video này, tại vì các bạn đang sử dụng những cái theme khác nhau ha, thì nó sẽ có những cái CSS khác nhau ha. Rồi cái dòng white này thì chúng ta sẽ bắt buộc có ha. Rồi chỗ này chúng ta sẽ bắt đầu, chúng ta sẽ
chúng ta sẽ tạo cho nó một cái cách một ha. Rồi sau khi chúng ta tạo cái template thì xong rồi đó, thì các bạn quay trở về chỗ này ha. Rồi chúng ta sẽ đi gọi cái bài init để vô ha. Rồi bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu, chúng ta sẽ đi tạo cái trang ha. Bây giờ các bạn quay trở về cái website của mình ha. Rồi bây giờ sẽ tạo cái trang. Rồi chúng ta đặt là cái gì? Đăng ký lớp yoga, ví dụ vậy ha. Rồi bây giờ chúng ta sẽ chọn ha, chọn cái template trên đó. Rồi cái này là chúng ta là khóa học thì các bạn sẽ đăng. Rồi sau khi đăng xong á thì bây giờ chúng ta sẽ quay về cái menu. Rồi chúng ta sẽ đăng ký vô ha. Rồi chúng ta sẽ add vô đây ha. Bây giờ chúng ta sẽ quay về trang chủ. Rồi đăng ký lớp yoga đây. Rồi chỗ này chúng ta sẽ chưa có cái gì hết đúng không? Bây giờ chúng ta sẽ quay về cái phần lớp yoga đây. Rồi chúng ta sẽ tạo cho nó một cái test chỗ này ha. Ví dụ như là vui lòng nhập đầy đủ thông tin để đăng ký, ví dụ như vậy ha. Rồi chúng ta sẽ cập nhật về. Rồi chúng ta quay về chỗ này ha. Rồi bây giờ chúng ta cái tiêu đề chúng ta đã có rồi, bây giờ chúng ta sẽ lấy cái nội dung nó ra. Rồi chúng ta sẽ quay về đây, tiêu đề rồi đúng không? Rồi bây giờ chỗ này chúng ta sẽ lấy cái nội dung nó ra ha. Thì chỗ này là class, nội dung thì là entry content ha. Rồi cái này là the content ha. Rồi bây giờ chúng ta sẽ refresh lại. Như vậy là chúng ta vừa có cái nội dung rồi ha. Bây giờ chúng ta tiếp tục, chúng ta sẽ đi tạo cái form ha. Rồi bây giờ chúng ta sẽ khai báo cái form. Rồi ở chỗ này tôi đặt cho nó cái ID ha. Rồi tôi sẽ đặt cái core form. Rồi
Chỗ này tôi sẽ đi tạo cho nó một cái đầu tiên là tôi sẽ tạo cho nó một cái trường họ tên ha. Rồi. Thì sau khi cái video này hoàn thành đó, nếu mà các bạn muốn lấy cái code đó thì tôi sẽ zip lại, tôi sẽ để ở dưới cái phần mô tả thì các bạn có thể tải về và các bạn chỉ cần bỏ vô ở trong cái theme của mình và gọi thì các bạn sẽ được một cái chức năng hoàn chỉnh luôn, các bạn không cần phải code ha. Còn nếu mà các bạn nào mà muốn theo dõi chi tiết từng các bước như thế nào thì các bạn để theo dõi video này ha. Thì sau mấy những cái video mà kéo thả thì các bạn có vẻ là hơi ngán kéo thả rồi ha, thì hôm nay trong cái video này tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn code như thế nào ha. Rồi quay về ha, để tránh mất thời gian thì những cái view này á thì tôi đã chuẩn bị sẵn ha, bây giờ tôi chỉ cần copy lại thôi. Rồi thì các bạn có thể khai báo thêm một cái số cái view tùy theo cái chức năng mà các bạn muốn đó ha. Thì các bạn có thể là thay đổi ha, ở đây cụ thể tôi demo một vài cái field cơ bản thôi, họ tên ha, điện thoại, email, nội dung ha. Rồi cuối cùng là tôi sẽ có một cái nút ha. Đó, cái nút ra. Rồi bây giờ tôi sẽ hướng dẫn chỗ này một tí xíu đi. Rồi, cái nút này đăng ký nè ha. Thì là chúng ta sẽ có cái bút bút tâm là ha, đăng ký. Rồi chúng ta đã có rồi ha. Rồi tiếp theo là chúng ta sẽ đi xử lý ha. Rồi thì để cái quá trình là như thế này, khi mà người dùng đó người ta nhập đầy đủ thông tin thì nó sẽ tạo cho chúng ta một cái dữ liệu như thế này, và chúng ta sẽ đăng ký, chúng ta sẽ lưu vào dữ liệu trong cái website admin của chúng ta, đó là một cái post file ha, một cái post file. Thì các bạn có thể xem ở trong cái bài viết đây là đăng ký post file nè ha, post file đây, hướng dẫn cách khai báo một cái post file ha. Thì ở đây cụ thể là tôi sẽ đăng ký một cái post file. Rồi vậy thì chúng ta đăng ký như thế nào, bây giờ chúng ta vô trong đây là chúng ta sẽ đăng ký một cái post file ha. Rồi chúng ta sẽ mở cái thằng này ra. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đi đăng ký một cái post file ha. Thì các bạn có thể quay về cái trang này nè. Rồi các bạn copy cho tôi cái chỗ này ha, copy. Copy những dòng code này. Rồi các bạn quay về chỗ này chúng ta sẽ đăng ký ha. Rồi chỗ này thì chúng ta sẽ sửa lại thôi. Rồi. Chúng ta sẽ đăng ký đó là cái đường dẫn của khóa học ha, là khóa học. Rồi cái này là đăng ký khóa học. Rồi sau khi mà chúng ta đăng ký xong rồi, bây giờ chúng ta quay về admin ha. Rồi chúng ta sẽ thấy là chúng ta có phần đăng ký khóa học đây ha. Rồi chúng ta sẽ xóa cái thằng này đi. Rồi chúng ta đã tạo một cái post size thành công rồi phải không? Bây giờ chúng ta nhiệm vụ của chúng ta là khi mà khách hàng á, người ta đã nhập thế này á, nhấn cái nút đăng ký này á, thì nó sẽ tạo cho chúng ta một cái post size trong đây. Vậy thì đầu tiên là chúng ta đi xử lý cái form này trước ha. Bây giờ chúng ta sẽ xử lý cái form này. Thì để xử lý cái form này á thì chúng ta sẽ đi từ cái thằng là đây à. Rồi bây giờ chúng ta sẽ cuối cái thằng này nè. Chúng ta sẽ đi đi viết một cái, chúng ta khai báo cái script ha để chúng ta đi xử lý.
Ở đây thì tôi sử dụng cái Ajax nha. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đi xử lý ha. Rồi chúng ta sẽ đi gọi cái form. Rồi thì ở trong đây tôi sẽ cố gắng là đi làm thật là chậm từng phần luôn để cho các bạn nắm được là lý do vì sao ha. Cũng như là các bạn vừa học luôn á. Rồi chỗ này chúng ta sẽ in ra một cái lệnh gì đó. À, console đi. Lọc. Rồi chúng ta sẽ có cái lệnh ha. Rồi khi mà click cái nút này đó thì nó sẽ, rồi chúng ta sẽ mở cái console lên ha. Rồi chúng ta reset lại. Rồi chúng ta click thử ha. Rồi các bạn thấy nó vào đây rồi nè ha. Bây giờ rồi vì là cái sự kiện bắt cái sự kiện on click của cái nút này đó ok rồi. Bây giờ nhiệm vụ của chúng ta sẽ đi kiểm tra cái form này. Ví dụ như khách hàng mà chưa nhập cái họ tên với cái số điện thoại này, chúng ta bắt buộc hai cái trường này thôi. À, vậy thì chỗ này chúng ta sẽ đi lấy dữ liệu của khách hàng nhập vô. Rồi chúng ta bây giờ chúng ta tạm thời chúng ta đóng lại đi. Rồi chúng ta sẽ bắt đầu đi lấy dữ liệu ha. Rồi name là họ tên nè ha. Rồi chúng ta sẽ tìm ha file. Rồi chỗ này là họ tên nè ha. Rồi chúng ta sẽ tìm cái họ tên. Name và họ tên. Value. Rồi bây giờ chúng ta sẽ in thử ra ha. Rồi chúng ta sẽ in cái tên này. Coi lấy được họ tên chưa. Nguyễn Văn A. Ok là chúng ta đã lấy được rồi ha. BBB. Đó. Là bây giờ chúng ta đã có cái phần họ tên rồi. Bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục. Chúng ta sẽ đi lấy cái tương tự như vậy. Chúng ta sẽ copy một cái đoạn. Rồi chúng ta chỉ chỉnh sửa thôi. Bây giờ chúng ta có 1, 2, 3, 4. Vậy thì chỗ này 1, 2, 3, 4 ha. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đặt cái font. Thì chúng ta sửa lại cái font. Email. Rồi mô tả. Rồi để chắc ăn thì các bạn nhớ là cho bạn kiểm tra lại ha. Thì ở chỗ này tôi sẽ không có cần kiểm tra. Rồi bây giờ tôi sẽ đi kiểm tra ha. Đầu tiên là tôi sẽ kiểm tra nếu mà cái tôi sẽ khai báo là một cái biến ha. Lỗi còn không. Rồi tùy theo cái kiểm tra của các bạn nha. Ở chỗ này tôi kiểm tra đơn giản là cái tên nó rỗng thôi thì cái lỗi này tôi sẽ tăng lên. Rồi tiếp theo là tôi sẽ đi return luôn. À. Rồi tiếp theo là tôi sẽ đi forget cái kết cái
vô cái nem này luôn ha. Và bây giờ chúng ta sẽ đi thử lại. Các bạn thấy là chưa có con nháy ở trong cái chữ họ tên nè, bởi vì chúng ta đang kiểm tra ha. Bây giờ chúng ta nhấp vô nè thì các bạn sẽ thấy không, à đã có lỗi xảy ra con, và cái focus, cái hàm focus nó gộ vô cái đàn ha, nhấp nháy vô cho chúng ta đó. Rồi bây giờ gì tiếp theo là chúng ta sẽ đi kiểm tra cái số điện thoại luôn ha. Kiểm tra cái số điện thoại thì tôi copy cái phần này, số điện thoại thì chỗ này cái số điện thoại á, thì tôi sẽ kiểm tra lại gì len ha, là cái độ dài của cái số điện thoại đó đó, nhỏ hơn 10 thì nó sẽ báo lỗi ha. Rồi rồi, còn các bạn muốn thông báo cái lỗi thì các bạn có thể viết thêm ha, còn ở đây tôi chỉ hướng dẫn tới đó thôi. Rồi ví dụ chúng ta sẽ nhập là Nguyễn Văn A đi à, rồi nhưng mà bây giờ số điện thoại này chúng ta là click vô là thấy các bạn thấy không, nó báo là nó sẽ phục cỡ tôi nè, mặc dù chúng ta chưa là 0909 đi, chưa đủ 10 số đi. Rồi chúng ta sẽ click vô thì tự động nó sẽ phục cỡ lại nè ha, nghĩa là nó. Còn nếu mà các bạn làm chi tiết nữa thì các bạn có thể là thêm một cái dòng thông báo ở dưới cái mỗi cái field required này ha, còn ở đây thì tôi đơn giản như kiểu như thế đó thôi. Rồi tiếp theo là bây giờ hai cái trường này thì tôi không có cần kiểm tra ha. Rồi bây giờ ở chỗ đây là tôi sẽ bắt đầu đi tiến hành là xử lý Ajax ha. Rồi vậy thì chỗ này tôi đã kiểm tra là gì, khi nào thì tôi sẽ tiến hành là lấy dữ liệu để insert vào trong dữ liệu trong database, khi mà bây giờ cái lỗi này bằng không đúng không, khi nào một cái lỗi này không có lỗi nè, bằng không nè, rồi thì tôi mới bắt đầu gọi Ajax ha. Rồi vậy thì Ajax ở chỗ này á, muốn làm Ajax thì trong cái phần quần lái xe 47 tôi đã hướng dẫn cho các bạn một cái bài Ajax rồi ha, xử lý Ajax rồi. Thì bây giờ chúng ta sẽ đi copy thôi. Rồi ở đây chúng ta sẽ đi copy này ha. Đầu tiên là chúng ta sẽ cần phải có một cái biển ngà sắc ha, thì chỗ này tôi sẽ khai báo lại ha. Tiếp theo là bây giờ xử lý rác thì chỗ này tôi sẽ copy cái lệnh này. Rồi chúng ta sẽ bỏ vô trong đây. Rồi chỗ này mình khai báo lại chỗ này. Rồi cái action chỗ này á, thì tôi sẽ gọi lại cái action ha. Rồi tôi đặt cái action này. Các bạn có thể đặt bất kỳ cái action nào cũng được nha. Rồi bây giờ tôi sẽ đi gửi dữ liệu nè. Bây giờ tôi lấy cái tôi gửi dữ liệu qua cái name này thì tôi sẽ gửi với cái name này đúng không? Cái form này tôi sẽ làm hướng dẫn từ từ cho các bạn nắm luôn ha. Còn các bạn nào mà đã ok phần này rồi thì các bạn có thể bỏ qua. Tiếp theo là division. Rồi ok ha, bây giờ chúng ta đã tới đây rồi. Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu, chúng ta sẽ đi vô cái phần đây, chúng ta sẽ bắt đầu chúng ta sẽ đi xử lý Ajax. Đây, nghĩa là Ajax nó sẽ gửi qua bên đây ha, bên đây chúng ta gọi, chúng ta sẽ quay về cái phần cái bài này nè. Rồi các bạn copy cho tôi cái đoạn này. Rồi chỗ này á, bên đây là action là gì? Action là WordPress 247 call register đúng không? Vậy thì bên đây chúng ta sẽ xử lý cái action lại. Sửa lại chỗ này một tí xíu.
các bạn nhớ là chú ý là phải sửa y hệt nha. Rồi cái action bên đây á là cái gì, thì bên đây các bạn sẽ là WordPress Ajax ship gạch tới action à, ở dưới đây hai lần nữa nha. Rồi tới cái hàm này á, thì các bạn có thể viết tên là bất kỳ gì cũng được ha, các bạn có thể viết lại cái tên gì cũng được. Ở đây cụ thể là tôi viết là cái tên là có thêm chữ display ha. Rồi chúng ta sẽ xóa bỏ. Rồi chỗ này chúng ta sẽ request dữ liệu. Ở bên đây chúng ta sẽ gửi 4 cái tham số ha. Vậy thì bên đây chúng ta sẽ request 4 cái cái dữ liệu ha. Bây giờ chúng ta sẽ lấy ra một cái name, phone, email tương tự như vậy ha. Thì các bạn sẽ lấy 4 lần. Rồi. Rồi bây giờ bên đây nè, mình sẽ kiểm tra là mình đã lấy đủ dữ liệu chưa ha. Bằng cách là tôi sẽ tôi trả về dữ liệu thử coi nó lấy được dữ liệu chưa. Rồi mình nên dữ liệu coi nó có dữ liệu chưa. Bởi vì mình đủ dữ liệu mình mới qua bước cái thứ hai mình xử lý ha. Rồi bây giờ chúng ta sẽ quay về chỗ này, chúng ta refresh lại. Rồi bây giờ chúng ta sẽ nhập ha, chủ nhân A A B C điện thoại 0909 XXXIII, email là ABC gì đó a@gmail.com, nội dung là đăng ký lớp học XYZ. Rồi chúng ta nhấp cái, chúng ta sẽ xem là Isaac nó đã nhận được chưa. Rồi như vậy là Isaac nó trả về rồi nè ha. Description là đăng ký lớp học nè, email là ha, name là ha. Rồi vậy là dữ liệu của chúng ta đã nhận đủ rồi. Vậy thì chỗ này dữ liệu của chúng ta đã nhận đủ rồi. Bây giờ chúng ta sẽ tiến hành là chúng ta sẽ đi thêm vô ha. Vậy thì chúng ta sẽ thêm vô cái lớp học này. Rồi chúng ta sẽ đi tạo cái content ha. Bây giờ tôi sẽ đi tạo cái, bây giờ tôi làm ngược đây cho các bạn sẽ thấy ha. Rồi xử lý chỗ này. Rồi chúng ta sẽ gọi cái hàm là WordPress insert post. Rồi chỗ này chúng ta sẽ có một cái mảng, bây giờ tôi đặt cái bảng đây này ha. Okay. Rồi đầu tiên là tôi là cái post type. Cái post type này á, là cái post type của cái custom post type mà chúng ta đã đăng ký ở đây rồi ha. Tiếp theo là chúng ta sẽ có cái post title. Rồi post title á, thì tôi sẽ lấy cái name là tôi làm cái post title luôn ha. Rồi chúng ta sẽ loại trừ cái thẻ ra ha, cái title thì nó không có cái thẻ ra ha. Rồi tiếp theo là cái content, post content. Rồi tôi sẽ đặt cái biến là post content. Rồi cái post content này á là chúng ta sẽ insert vào trong cái nội dung của cái đăng ký lớp học à ha.
Đây, chúng ta sẽ đăng ký vô trong đây. Vậy thì chỗ này á, cái post content đó, post content. Tôi sẽ rồi thôi, cái lớp học đúng không? Bây giờ tới thông tin là họ tên. Họ tên là tôi lấy cái name này ha. Rồi chúng ta sẽ cộng bốn cái dữ liệu này vậy. Name, điện thoại, email. Rồi chúng ta sẽ gắn vô cái post content này. Rồi tiếp theo là chúng ta sẽ có một cái trạng thái. Post started. Chỗ này chúng ta sẽ là trạng thái được xuất bản luôn ha. Rồi tới cái tác giả thì cái người mà đang đăng nhập đó ha, chúng ta sẽ lấy cái ID của cái tác giả ha. Rồi cuối cùng nó sẽ trả về cho chúng ta cái ID của cái post mà chúng ta vừa đăng ký được ha. Rồi chỗ này tôi sẽ trả về rồi tôi sẽ trả về ha. Rồi bắt đầu chúng ta sẽ đi test thử ha. Bây giờ chúng ta sẽ quay về cái phần xử lý và cài sắt nè. Rồi bây giờ chúng ta sẽ xử lý cái phần cài sắt và tôi đóng lại ha. Rồi bên đây chúng ta trả về cái post ID thì bên đây tôi sẽ lấy ra cái post ID ở trong cái data nè. Rồi và post ID bằng data chấm post ID. Đây post ID đây, thằng cái bên đây reborn về bao nhiêu dữ liệu á, thì các bạn bên đây chấm bấy nhiêu ha. Rồi ví dụ như chỗ này là chúng ta đặt là My ID đi, ví dụ như vậy thì bên đây các bạn nhớ là chấm My ID ha. Đó, kiểu như vậy ha. Rồi bây giờ chúng ta sẽ xử lý trước trước đi cái phần loading trước đi. Bây giờ chúng ta sẽ in ra đi. Thì tôi hướng dẫn từ từ cho các bạn nào mà không có rành đó. Còn nếu mà tôi đi tắt quá thì các bạn sẽ không nắm được. Rồi bây giờ sau khi mà trả về á, bây giờ chúng ta sẽ test thử ha, coi nó có lỗi hay gì hay không. Rồi bây giờ chúng ta refresh lại. Rồi chúng ta xem Trần Thị B đi. Bé bé đi vì bé 0909123456, email là a@gmail.com, nội dung mình đăng ký lớp is. Rồi chúng ta sẽ đăng ký thử ha, thử coi nó có trả về cái ID chưa ha. Rồi các bạn thấy là khi mà chúng ta xử lý chúng ta không có phần login ha, thì khách hàng á, người ta sẽ không có biết là cái web của mình nó đang chạy hay nó đang lỗi như thế nào ha. Thì sau khi mà thành công rồi các bạn sẽ thêm cái phần login sau phía phía sau cái chữ đăng ký là giống như cái đầu video đó. Rồi bây giờ chúng ta đã xem dữ liệu mình đã ok chưa. Rồi cái Trần Thị Bé này ha, chúng ta xin dắp vô trong đây. Rồi cái nội dung là chúng ta đã insert được rồi ha. Rồi vậy thì bây giờ chúng ta sẽ đi phần xử lý. Ở đây chúng ta sẽ có hai phần xử lý, một là gì, sau khi các bạn nhé click vào cái phần đăng ký này á, thì các bạn sẽ thêm cho tôi một cái loading phía sau cái chữ đăng ký này để cho người ta biết là mình đang thực thi, đang làm, để khách hàng đang chờ. Thứ hai là sau khi chúng ta xử lý xong á thì chúng ta sẽ reset cái form lại. Rồi vậy thì bây giờ cái bước đầu tiên là bây giờ cái reset của cái form đúng chưa. Rồi vậy thì chỗ này á chúng ta sẽ
đóng dòng này lại đi. Chúng ta sẽ kiểm tra nha. Nếu cái thằng này mà lớn hơn 0 là chúng ta đã insert thành công ha. Thì sao? Thì chúng ta sẽ đi tìm những cái trường này. Ban đầu tôi đặt, cố tình đặt cho nó cái lát là reset data, reset data, reset data. Tức là những cái view này là chúng ta sẽ reset nó lại bằng rỗng ha, sau khi chúng ta đã đăng ký thành công. Vậy thì chỗ này chúng ta sẽ đi tìm những cái last ha, file cái last reset data. Rồi chúng ta sẽ gán lại cái giá trị bằng rỗng ha. Rồi đây là cái vấn đề thứ nhất ha. Rồi cái vấn đề thứ hai nữa đó là tôi sẽ thêm một cái dòng ha. Tôi thêm một cái dòng ở phía trên cái form này nè. Tôi sẽ thêm một cái dòng để thông báo là thành công ha. Rồi cái dòng là tôi đặt cái ID là cái naughty này ha. Rồi style luôn đi, đặt cái color cho nó luôn đi. Rồi thí dụ màu đỏ đi, thường thường màu xanh nha, còn mình này tôi đặt màu đỏ thôi, các bạn sửa lại màu nha. Rồi tiếp theo là chúng ta sẽ đi tìm cái naughty đó đó à. Đây đó là cái naughty, đặt cái ID là naughty đó, naughty file đó ha. Rồi thêm cho nó một cái HTML ha, là một cái test cũng được ha. Đã đăng ký thành công. Rồi vui lòng chờ hay gì đó. Cái này tùy theo các bạn nha. Rồi vậy là chúng ta đã xử lý một cái vấn đề là gì, là chúng ta sau khi chúng ta reset cái form này với lại cái thằng này. Vậy thì bây giờ chúng ta sẽ đi tìm, chúng ta sẽ đi làm cái loading nữa ha. Rồi chỗ này vậy thì bây giờ chúng ta sẽ đi làm cái loading là chúng ta sẽ thêm cho nó một cái thẻ email phía sau cái phần lúc này email ha. Rồi tôi đặt cho nó cái lát là loading, loading ha. Rồi src. Rồi bây giờ tôi sẽ đi tìm cái icon, cái hình của loading này ha. Thì các bạn sẽ vào cái phần đây, loading io. Rồi các bạn nhấp vô trong đây, rồi các bạn vô cái phần icon là spin nè. Trong đây nó có rất là nhiều cái loading ha. Rồi các bạn muốn chọn cái loading nào thì các bạn chọn ha. Rồi ví dụ như ở đây tôi chọn cái này đi cho nó màu mè quá là hẹn tí xíu. Rồi các bạn nhớ là lưu vào cái thư mục cái core này của mình nè à. Rồi thì bây giờ tôi lưu cái thằng này về. Rồi tôi đặt tên nó là loading ha. Các bạn muốn đặt tên cũng được. Rồi sau khi mà chúng ta rồi chứ tôi sẽ gọi tới cái tấm ảnh đó ha. Rồi tôi sẽ dán vô ha. Rồi tôi gọi tới. Bây giờ chúng ta sẽ đi test là nó đã nhận cái login được chưa. Rồi nó đã nhận rồi ha. Nhưng mà bây giờ nó to quá, bây giờ tôi sẽ chọn, tôi sẽ chỉnh cho nó nhỏ lại. 230 thôi. Width 30 luôn. Rồi ha.
Vậy thì chỗ này á, nhưng mà chỗ này là nó đang xuất hiện đúng không? Nhưng mà bây giờ chúng ta cần là gì? Khi mà chưa có list đó thì bây giờ chúng ta sẽ style đó. Display ha. Display. Ngành đó chứ gì? Rồi. Rồi khi mình click cái lúc này á, chúng ta sẽ đi xử lý qua cái phần JavaScript nè ha. Rồi khi nào mà chúng ta đã không có lỗi đó, tức là chúng ta đã xử lý đó, thì chúng ta sẽ đi tìm cái thằng loading nè ha. Trước khi Isaac nó thực hiện á, thì chúng ta sẽ đi tìm cái thằng loading này. File chấm loading ha. Rồi chúng ta sẽ show nó lên. Show là hiện lên đó. Rồi sau khi mà hiện lên xong á, thì bây giờ xử lý xong á, thì chúng ta sẽ ẩn nó đi. Thì chúng ta sẽ hide đó. Tức là sau khi mà xử lý ok hết là chúng ta sẽ. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đi test lại ha. Rồi chúng ta sẽ lít thử ra ha. Rồi nó bị lỗi rồi ha. Bây giờ chúng ta sẽ Hoàng Văn 789, điện thoại là 999 555 666 777, email là a@gmail.com. Tiếp theo là nội dung mình đăng ký. Fly máy bay ví dụ vậy. Rồi bất kể mọi chú ý là lít nè, nó ba lo đi nè. Sau khi xử lý xong nó sẽ tự động nó tắt. Đó, là nó reset lại cái form cho mình nè ha. Chúng ta đăng ký tiếp theo thì nó không được nè ha. Và nó sẽ đâu thông báo một cái lệnh nè, đã đăng ký thành công nè. Rồi chúng ta sẽ quay về dưới đây chúng ta sẽ kiểm tra. Thì cái chức năng này dành cho các bạn nào mà các bạn mà có những cái website mà mở khóa học đó, các bạn muốn mà thu thập dữ liệu mà của đăng ký khóa học đó thì các bạn có thể sử dụng rất là dễ dàng ha. Rồi sao vậy là chúng ta đã ok tới đây rồi đúng không? Nhưng mà bây giờ chúng ta còn một bước nữa là gì? Đó là chúng ta sẽ đi gửi mail ha. Chúng ta đi gửi mail. Vậy thì chúng ta sẽ đi qua cái phần function đây ha. Chúng ta xử lý cái phần này rồi thì bây giờ ở dưới đây cái phần gửi gửi mail ha. Rồi gửi mail. Vậy thì ở chỗ ở đây cái vấn đề là gì? Ở vấn đề là do chúng ta đang chạy, do tôi đang sử dụng dưới SAM ha, do đó chúng ta không có gửi mail được. Còn các bạn nếu mà nhưng mà các bạn vẫn có thể là copy cái đoạn code này và chúng ta sử dụng ha. Mà các bạn chú ý là nhớ là cài SMTP để cho gửi mail nha. Nếu mà chúng ta có cái chức năng gửi mail mà chúng ta không có cài SMTP á thì nó cũng không gửi được. Thì các bạn có thể vào ở trong cái video này các bạn search cho tôi cái video mà tôi đã hướng dẫn cho các bạn cả cài đặt SMTP rồi ha. Đây hướng dẫn cài đặt SMTP rồi thì cái đoạn code gửi mail này nó mới có tác dụng ha. Send mail. Rồi vậy thì chúng ta sẽ đi ngược lại là chúng ta sẽ đi sử dụng cái phần này tôi biết thôi nha, chứ tôi không có test nha. Rồi chúng ta sẽ chịu sử dụng cái hàm WordPress, email của WordPress ha. Thì trong đây chúng ta sẽ có một cái email nhận nè, tức là gửi tới nè ha. Gửi tới cái email của cái người đăng ký nè. Mình sẽ thông báo cho họ là bạn vừa đăng ký thành công một cái lớp học đó đó. Thì mình sẽ gửi cho cái email mà người ta nhập nè. Email của cái người đăng ký này nè, cái người ta nhập email đây này. Rồi vậy thì chỗ này chúng ta sẽ đi kiểm tra là gì? Nếu mà có email ha, nếu có email và gì và cái post này tạo thành công
thì chúng ta mới bắt đầu chúng ta đi gửi mail. Rồi trong đây, rồi gửi mail thì đây chúng ta có cái mail rồi. Bây giờ chúng ta sẽ có một cái object ha, cái một cái object là cái tiêu đề đó. Thì cái tiêu đề ở chỗ này, cái subject á, cái tiêu đề của cái email á, thì bây giờ tôi sẽ đi, rồi tôi sẽ lấy cái tên của cái người đăng ký ra. Tôi nói đã đăng ký khóa học với số điện thoại là số điện thoại này ha. Để tôi gửi cái tặng cái tiêu đề ha, cái subject ha. Rồi tới cái nội dung cái email ha. Cái header thì bây giờ cái header là tôi sẽ cái header của email là nó như thế này. À, rồi cái email này là cái email mà của admin của website đó, các bạn có thể chỉnh sửa lại ha. Cái email này nè, các bạn có thể chỉnh sửa lại cái email của công ty hoặc là cái email cá nhân của các bạn ha. Rồi chúng ta tạo cái header này, chúng ta bỏ vô đây. Rồi bây giờ chúng ta còn thiếu cái phần content này ha. Thì cái phần content này á, thì tôi sẽ lấy luôn cái phần còn của cái post content này ở chỗ này. Tôi lấy cái nội dung mà tôi vừa nhập vô trong cái post file á, thì tôi sẽ gửi cái email luôn. Còn nếu mà các bạn nào mà muốn muốn làm cái nội dung riêng thì các bạn soạn cái nội dung email chỗ này ha. Rồi như vậy là nó sẽ gửi cho chúng ta một cái email cho. Còn nếu mà các bạn muốn gửi nhiều mail thì cứ gọi là cái hàm một email này thôi. Thì cái phần này á, tôi không có test ha. Rồi như vậy là tôi vừa hướng dẫn cho các bạn cái cách mà chúng ta tạo một cái form. Chúng ta không có sử dụng cả các form 7 cũng như là WordPress form ha, cũng như là chúng ta sẽ tự control, tự điều khiển cái form của chúng ta trong WordPress như thế nào ha. Thì hy vọng là cái video này nó hữu ích dành cho các bạn. Các bạn nhớ là like, để lại comment ha, để cho cái video mình nó có cái tương tác thì nó mới 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 có nhiều người xem ha. Thì tôi mới ra nhiều cái video hướng dẫn code hơn ha. Thì video mà code thì các bạn xem ha, nhưng mà tôi vẫn ra tiếp tục là ra đều đều những cái video dành cho các bạn nào mà thích code ha. Hy vọng là các bạn thích video này và theo dõi kênh nha. Rồi xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.